Yoga là bộ môn rất phổ biến ngày nay. Ngoài các trung tâm tập luyện, chúng ta còn có thể tự tập luyện tại nhà. Một phụ kiện cực kỳ quan trọng và có thể nâng đỡ bảo vệ cho chúng ta đó chính là các loại thảm tập. Vậy nên mua thảm tập yoga ở đâu? Và thảm tập yoga giá rẻ? Hay nên mua thảm yoga loại nào đó là các câu hỏi thường xuyên. Hãy lướt ngay các sản phẩm rẻ, bền đẹp của thảm yoga nào. Các loại thảm yoga đa dạng đang chờ bạn trước về cùng làm đẹp cho cơ thể và nâng cao sức khỏe.